Thử thách kiếm 5 tỷ bằng AI trong năm 2023. Trong đầu năm 2023 này, có một sự kiện làm chấn động cả thế giới, đó là sự xuất hiện của ChatGPT. Kể từ sau cái sự bùng nổ của ChatGPT, thì bây giờ mỗi ngày xuất hiện rất nhiều AI. Cứ khoảng một ngày là sẽ có 2-3 con AI mới xuất hiện. Vậy thì có thật sự là chúng ta sẽ kiếm được tiền với AI hay không? Hay nó chỉ là một cái trend sớm nở rồi tàn, và mọi người đang làm thần thánh hóa những cái công cụ này lên? Cho nên mình cũng chia sẻ thẳng là để kiếm được tiền với AI á, mà kiếm được ít ít á, thì mình đã kiếm được rồi. Kiếm được tầm dưới 10 triệu một tháng bằng mấy công cụ AI này thì mình đã làm được. Nhưng mà để sử dụng AI tạo ra tác động lớn đến kinh doanh, đến doanh nghiệp và kiếm được một số tiền lớn á, thì mình chưa làm được, và mình cũng chưa thấy bạn nào thực sự làm được. Cho nên hôm nay mình quyết định là thử chấp nhận một thử thách, đó là sử dụng những cái kiến thức và công cụ AI mình đang biết để kiếm được 5 tỷ trong vòng 9 tháng. Có nghĩa là từ tháng 5 cho đến Tết âm của năm 2023 là khoảng còn 9 tháng đó. Đã gọi là thử thách đó, thì cần phải có luật chơi. Thứ nhất là số tiền mình kiếm được từ những dự án hoặc là từ những công việc gì đấy đều phải có sự hỗ trợ của AI. Còn những cái công việc mà không có sử dụng gì đến AI ấy, thì mình sẽ không tính vào doanh thu của thử thách này. Thứ hai là mình sẽ quay lại toàn bộ cái quá trình mình áp dụng AI và kiếm tiền trong vòng 9 tháng, và mỗi tuần mình sẽ đăng video để cho các bạn biết được là mình đang làm cái gì và tiến độ công việc tới đâu. Và luật chơi thứ ba đó là mình chỉ dành ra tối đa 21 tiếng một tuần để thực hiện tất cả những công việc này và kiếm tiền với AI trong vòng 9 tháng. Thật sự là bây giờ mình vẫn chưa biết là cần phải làm những gì để có thể kiếm tiền được AI, mà kiếm một số tiền nhiều đến như vậy, đến 5 tỷ lận, chứ không phải là chỉ là vài triệu và vài chục triệu. Cho nên để có thể tìm ra được phương pháp á, thì mình sẽ cần phải thêm thời gian và có kế hoạch cụ thể. Thì hẹn các bạn trong tuần sau. Và tuần này mình sẽ ngồi lại đi nghiên cứu thị trường và sẽ tìm xem là có những phương án nào khả thi và những cái mô hình kinh doanh nào có thể ứng dụng AI vào để kiếm được số tiền nhiều đến như vậy. Và mình sẽ quay video lại quá trình tìm hiểu của mình và cập nhật cho các bạn trong video của tuần sau.